Bạn đang dùng thảm yoga. Thảm yoga khi tập có thể động mồ hôi hay bụi, vậy có thể giảm thiểu bụi bẩn mà lại tạo cảm giác êm ái. Đơn giản thôi, chúng ta có các loại khăn trải thảm tập yoga. Các bạn hãy thử loại khăn trải thảm tập yoga có cao su non nhé, có thể đệm tay chân tạo cảm giác thoải mái hơn. Nào hãy cùng xem các loại trải thảm yoga có trong mô tả video này nhé. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All the